chào các bạn. Hôm nay Hiền sẽ cùng các bạn điểm lại các sản phẩm theo chủ đề giải pháp trang trí cho chừng và vách nhé. Cuộc sống hiện đại càng phát triển, đi đôi với nhu cầu thẩm mỹ ngày càng tăng. Bắt nhịp với xu hướng đó, An Cường không ngừng tìm tòi để mang đến nhiều giải pháp cho nội thất gỗ công nghiệp. Trong số đó là giải pháp tắm trang trí cho tường và trần, giúp làm đẹp thêm cho không gian nội thất từ phòng khách, phòng làm việc, phòng ăn đến phòng ngủ. Đầu tiên không thể không kể đến tấm trang trí acoustic. Trend tấm ốp acoustic bắt nguồn từ châu Âu, nay đã được phổ biến và sử dụng rộng rãi. Ngoài ưu điểm vượt trội về thẩm mỹ, đa dạng về màu sắc, còn phải kể đến là giá thành vô cùng hợp lý. Bên cạnh biện pháp thi công nhanh, gọn, lẹ, đơn giản và tiết kiệm, không chỉ có những ưu điểm mang tính chất thẩm mỹ, tấm acoustic còn mang một công năng vô cùng đặc biệt, đó là khả năng tiêu âm cực tốt nữa nha. Tấm acoustic dày 21 ly gồm bề mặt là melamine phủ trên lõi ván HDF hoặc là black HDF dày 12 ly. Tấm đế là tấm polyester dày 9 ly cũng có hai màu đen và xám, có sẵn với hai kích thước tấm 600x2m4 và 600x2m7. Các vách ốp cao đụng trần 2m7, chuyện nhỏ. Đặc biệt tấm acoustic có thể giải quyết được các vách bo cong, bo tròn, uốn lượn đa dạng vô cùng độc đáo mà khó có một sản phẩm trang trí nào có thể gánh được. Wow. Tiếp đến là tấm trang trí Wall and Ceiling. Tấm trang trí Wall and Ceiling với bề mặt melamine phủ trên MDF chống ẩm 9 ly. Kích thước chiều rộng của thanh là 135mm hoặc 286mm dài 2m7. Các thanh được kết nối với nhau bởi ngàm âm dương, tạo nên một vách ốp xuyên suốt thẳng tắp với phong cách hiện đại. Cũng tương tự như tấm Wall and Ceiling nhưng với chiều cao chỉ 1m350, được Giang Cư Mận gọi với một cái nickname là tấm Wall and Ceiling lục. Đi nhầm nhầm. Tấm trang trí lam ri. Tấm trang trí lam ri mới đúng nha. Gọi lùng lùng nó hơi nhạy cảm. Tấm trang trí lam ri chuyên sử dụng trang trí cho các vách đầu giường, vách trang trí khu vực bàn ăn, vách trang trí khu vực sofa, thậm chí vách trang trí cho không gian phòng trẻ em. Tất nhiên, biện pháp thi công của tấm trang trí Wall and Ceiling và tấm lam ri cũng đơn giản, nhanh gọn và vô cùng tiết kiệm. Để xem thêm hướng dẫn cách lắp đặt cho các tấm trang trí trần và vách, các bạn tham khảo các video này nhé. Chưa dừng lại ở đó, vẫn còn nữa, các bạn nhớ đón xem phần 2 nha. Sao hả? Yes. Thực ra làm MC khổ lắm các bạn. Vừa phải nhớ cảnh quay, nhớ góc quay, nhớ sản phẩm, mà còn phải nhớ nhắc các bạn nhớ đón xem nữa. Các bạn nhớ đón xem nha. Nhớ đón xem đó. Hỗ trợ mình nha. Đừng có quên đó. Nhớ nha.